rất là nhiều bạn hỏi Vân dùng sản phẩm này sử dụng như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ test cho mọi người xem nha. Mở ra nó sẽ như thế này. Khi mà mọi người sức á, mọi người sức ngay chân mí nè. Đó. Khi mà mọi người bôi serum, tốt nhất là mọi người nên dưỡng da trước. Sau khi dưỡng da thì mình mới bôi serum nha. Tại vì á, mà mắt công mình là mình dụi mắt nó sẽ cay mắt nha. Dưỡng mi sau cùng nha mọi người. Sau đó mình sẽ đánh từng cọng mi. Cho mi thẩm thấu serum từng sợi mi luôn nha. Sau khi mình bôi serum là mình không dụi mắt nha. Mình cứ để bình thường nha mọi người. Đi hết nguyên sợi lông mi luôn. Mi dưới cũng vậy.